1 tháng 12 năm 2023, Hộ Có Đức kết hợp địa phương ấp Tân Hùng có bàn giao số tiền tài trợ cho bốn hoàn cảnh như sau: một là hai bé ở Phú Yên và hội Phú Hòa Phú Yên với số tiền là 1 triệu đồng. Đây là lần giao thứ 25 do nhà tài trợ Bắc Lâm Khai Xanh Xì Nghiệp Cứu ở Mỹ tài trợ, phần này giao cho tình nguyện viên ở Phú Yên giao. Hai là cụ Khanh ở Tân Hùng Ngọc Chánh với số tiền là 700.000 đồng. Đây là lần giao thứ 47 do Bắc Lâm Khai Xanh Xì Nghiệp Cứu ở Mỹ tài trợ. Ba là chị Kiều ở Tân Hùng Ngọc Chánh với số tiền là 500.000 đồng. Đây là lần giao thứ 47 do Bắc Lâm Khai Xanh Xì Nghiệp Cứu ở Mỹ tài trợ. Bốn là cô Kiệp ở Đồng Tâm A Tân Việt với số tiền là 500.000 đồng. Đây là lần giao thứ 38 do Bắc Vinh Sinh Hùng Xì Tắc Hùng ở Canada tài trợ. Ở đây thì có mặt hai hoàn cảnh, còn một cô Kiệp bệnh nên không đến nhận được, nhờ người thân đến nhận thai. Sau đây là lời phát biểu của ba hoàn cảnh. Thành thật cảm ơn nhà tài trợ. Cảm ơn nhà tài trợ. Đúng rồi. Hôm nay ngày 1 tháng 12 năm 2023, Hội Hô Đức có giao số tiền 1 triệu đồng hàng tháng lần thứ 25 cho hoàn cảnh hai em học sinh ở thôn Nhất Sơn, xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Đó là hai em Lê Quốc Trí, học sinh lớp 5 và em Nguyễn Lê Thành Danh, học sinh lớp 6. Số tiền này do bác Năm Khai Xanh và tiền Xì Nghiệp Cứu tài trợ. Hội Hoa Đức thay mặt cho hai em học sinh xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ rất nhiều. Hội Hoa Đức chúc hai em luôn cố gắng học giỏi,